sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị và những làn sóng đã theo dõi chương trình âm nhạc trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ Talk Show ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay thì một nửa vị khách rất là đặc biệt. Chị luôn luôn gắn bó với sinh hoạt của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, mang đến tiếng hát, lời ca, cũng như là trong những chương trình trước đây chúng tôi cũng có dịp giới thiệu chị Lisa Trần. Chị cũng là một cô giáo của các em trong ban thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ trong chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Thì hôm nay trong cái không khí của Halloween đang về, chúng tôi kính gửi đến quý vị một cái chương trình Halloween, một cái thông lệ hàng năm. Trong phần đầu thì cảm ơn chị Lisa cũng đôi nét nói về cái chương trình Halloween này sẽ được tổ chức một lần nữa ngày 31 tháng 10, kính thưa quý vị, ngày Chủ nhật. Và chương trình bắt đầu từ lúc 6 giờ. Lát nữa đây thì chị Lisa sẽ cho biết là những ca sĩ nào sẽ có xuất hiện, rồi vé mua ở đâu, chương trình có gì đặc biệt. Tuy nhiên thì phải trở lại với bài hát vừa rồi, Hãy Cho Tôi, một bản sáng tác của nhạc sĩ Dino Nguyễn Dũng, phải không thưa chị? Nguyễn Dũng, bài hát rất là vui, rất là hay, mà rất là cái ý nghĩa. Chúng ta có thể thấy là trong cái cuộc sống ngày hôm nay thì hãy cho tôi tất cả những niềm vui, những cái gì chúng ta còn sống để còn có thể vui với nhau, không thưa chị? Cũng đó là những cái tâm tình mà chúng tôi cũng mong muốn quý vị đến cho nhau những niềm vui trong những cái dịp lễ như là Halloween sắp tới đây. Chị có thể chia sẻ thêm những cái chi tiết gì mà quý vị muốn, chị muốn gửi đến quý vị khán giả của đài, thưa chị? Dạ thưa anh Hưng và thưa quý khán thính giả, thì chương trình sẽ tổ chức tại nhà hàng Golden Sea Restaurant. Và hôm đó thì mỗi một bàn như vậy thì sẽ có một vị khách rất là lucky để mà có quà tặng. Cái này thì Lisa chưa có bật mí được, nhưng mà chắc chắn là mỗi một bàn sẽ có một vị khách lucky với raffle nha quý vị nha. Dạ đó thì đó là một một điểm. Rồi thứ nhì nữa thì thưa quý vị là chúng ta cũng sẽ có quà tặng cho ba vị khách trong tối hôm đó. Có quà tặng cho ba vị khách. Vị khách nào mà lucky, vị khách nào mà kêu là hù mặc đồ hóa trang mà hù nhau hay. Hôm đó thì quý vị nhớ là mình hóa trang đi để mình cùng vui, bởi vì năm nay là năm chúng ta phải vui. Chúng ta là những người may mắn như vừa rồi Lisa có thưa với quý vị, thì chúng ta hãy cùng vui với nhau đi. Dạ thì kính mời quý vị một lần nữa vào ngày Chủ nhật này, 31 tháng 10. Tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, 6 giờ chiều cho tới 11 giờ 30 đêm, thưa quý vị. Và đây là số điện thoại của Lisa, xin gửi đến quý vị để quý vị chuẩn bị ghi xuống nhé, để gọi cho Lisa. Dạ, số điện thoại là 714-837-5793. Dạ, xin hãy gọi cho Lisa để book chỗ ngồi và cũng như để có vé được sắp xếp chỗ ngồi được sớm để có chỗ thuận tiện cho quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều và cảm ơn anh. Cảm ơn anh cũng hơn. Thấy cái giá vé cũng rất là tượng trưng, thưa quý vị. VIP thì chỉ có 65 và vé thường là regular là 55. Một trong cái những cái không phải là chị em chúng tôi trong gia đình rồi mình khen với nhau, nhưng mà Cao Minh đang thấy những cái chương trình của The Way rất là vui. Chúng ta đến một vài cái chương trình Halloween thì đôi khi chúng ta chỉ ngồi đó rồi chỉ nghe ca sĩ hát, mà chương trình này đặc biệt là quý vị có cái cơ hội lên sân khấu để gửi tiếng hát lời ca của mình đến tất cả mọi người, rất là vui. Và một điểm đặc biệt kính thưa quý vị thì Cao Minh cũng cảm ơn chị Lisa, anh Trần Hào Hiệp, các anh chị cũng có nhà ý là vì các em, vì thế hệ trẻ, thì anh chị cũng sẽ trích một phần của phần lời tiền lời của chương trình The Halloween ngày hôm đó để gửi đến giúp cho các em trong cái chương trình đào tạo phát triển tài năng trẻ. Quý vị thấy không, tấm lòng của cô giáo lúc nào cũng vậy, đã bỏ nhiều thời gian công sức rồi còn bỏ thêm tiền bạc để giúp cho các em. Thì kính thưa quý vị, mong quý vị đến để ủng hộ, trước là mua vui, sau đó cũng là góp tay cùng với chị Lisa, anh Trần Ngọc Hiệp trong cái đêm rất là vui Halloween, một trong những cái party vui nhất trong năm, không thưa chị? Dạ thưa đúng thế, vui là tại vì mình hóa trang xong rồi thì mình rượt nhau, mình hù nhau này kia, cho nên vui lắm, nhộn nhịp lắm quý vị ơi. Và thật sự ra thì Halloween thường thì
cho các em để các em được vui đêm đó, nhưng mà bởi vì các em thì cũng có cái thời gian có hạn, không có được vui chơi trễ với lại với những cái nhạc dạ vũ này kia thì các em cũng không có thích hợp, cho nên là Lisa cũng như anh ca sĩ Trần Hào Hiệp thì nói rằng thôi vậy tổ chức. Tuy rằng cuộc vui chơi này tổ chức cho người lớn nhưng mà sẽ gửi quà cho các em để cho các em có một cái quỹ, thưa quý vị, bởi vì các em thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì được ban điều hành giúp để lo cho các em mà bất vụ lợi, có nghĩa là chúng tôi cũng thường là đi đi quyên góp, đi đi xin xin tiền quyên góp để cho quỹ để lo cho các em. Dạ, cho nên đây cũng là một cơ hội để Lisa cũng như ban nhạc The Ways được có một chút gì đó tặng cho các em. Và một lần nữa thưa quý vị hãy cùng đến với ban nhạc The Ways để cùng vui và chúng ta cũng có cùng được một món quà tặng cho các em thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Cảm ơn, xin phép nhắc lại số điện thoại để quý vị mau mau bút vé là của chị Lisa Trần là 714-837-5798 thưa chị. Yeah. Thưa quý vị, số điện thoại rất là cũng quen thuộc để quý vị mau mau gọi điện thoại để đến chung vui cùng với các anh chị em trong ban nhạc The Way, cũng như là chắc chắn là rất là nhiều anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng sẽ đến để tham dự chương trình. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, qua wow, thời lượng chương trình thời gian qua rất là mau, mời chị chọn một bài hát nữa để gửi đến quý vị khán giả như một lời chia tay ngày hôm nay thưa chị. Lisa xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Trái Tim Hoang Đường. Nhạc phẩm này thì với thời điệu vui vui để quý vị cùng vui và quý vị nhớ đến câu lạc bộ tình nghệ sĩ, nhớ đến Lisa cũng như nhớ đến ban nhạc The Ways sẽ thực hiện chương trình Let's Party Halloween. Thưa quý vị, nhớ như quý vị nha, Chủ nhật 31 tháng 10 và số điện thoại của Lisa 714-837-5793. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn chị Lisa, mến chúc chị luôn được nhiều sức khỏe để cùng chung tay đồng hành với các anh chị em trong các con đường sinh hoạt của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cũng như là các anh chị em trong The Way luôn gửi đến quý vị khán giả khắp nơi những cái chương trình hữu ích cho cộng đồng. Với bài hát này Trái Tim Hoang Đường, chúng tôi xin chia tay quý vị khán giả nơi đây và chúng tôi xin kính hẹn quý vị trong chương trình tuần sau. Chiều buông lơi trong vòng tay khát khao, có tình anh ôm đôi vai rát rời. Anh có bước bao đêm hao gầy, chẳng lẽ này khóc vì ai? Tình là mây theo dòng sông mãi trôi, cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim hoang dại, lòng em tan vỡ từng đêm. Đôi vai gầy chất chứa ngọt ngào, còn tình anh giờ đây đã sang lạ, cho lòng đau càng thêm buốt giá. Biết em yêu lầm, trái tim hoang dại, nỗi đau ngập ngùi theo cơn mê dài tâm tôi. Biết yêu anh là xót xa trăm ngàn, đắng cay riêng mình mà lòng người khó hơi. Trái tim hoang đường, lỡ yêu chân tình, yêu đam mê và say đắm. Trái tim tôi tình với như tan tành, phút giây yêu người nên bây giờ lệ rơi.
người buông lơi trong vòng tay khát khao. Có tình anh ôm bờ vai giã rời. Anh có biết bao đêm bao ngày dòng lệ khóc vì tình là mây theo dòng sông mãi trôi, cuốn về đâu trong người thương nhớ người. Khi đã biết con tim hoang dại, lòng em tan vỡ từng đêm. Bờ môi ai làm em quá ngây dại, đôi vai gầy chất chứa ngọt ngào. Còn tình anh giờ đây đã xa lạ, cho lòng đau càng thêm buốt giá. Tim hoang dại, nỗi đau ngập ngùi theo cơn mê dài tắt tôi. Biết yêu anh là xót xa trăm ngàn, đắng cay riêng mình mà lòng người có hai. Trái tim hoang đường, lời yêu chân tình, cho mang lời lầm yêu đam mê và say đắm. Trái tim tôi tình, vỡ như tan tành, phút giây yêu người, nên bây giờ lệ rơi. Tim hoang dại, nơi đau ngập ngùi theo cơn mê dài tâm tôi. Biết yêu anh là xót xa trăm ngàn, đắng cay riêng mình mà lòng người có hai. Trái tim hoang đường, lỡ yêu chân tình, cho mang lỡ lần yêu đam mê và say đắm. Trái tim tôi tình, vỡ như tan tành, phút giây yêu người. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát.